Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, thông tin mới nhất về việc cho học sinh đi học trở lại. Trả lời cho vấn đề này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng cho biết, thành phố đã có văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại. Nhưng từ tuần này, số ca bệnh tăng, do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên, thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết đến nay các giáo viên hoàn thành tiêm mũi 1 đạt 97,6%, tiêm mũi 2 đạt 72,85%, có 27 đơn vị trường được trưng dụng làm cơ sở cách ly. Theo ông Cương ngày 31 tháng 10, thành phố thống nhất với tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, từ ngày 8 tháng 11 năm 2021, ưu tiên cho học sinh các khối lớp 5, 6, 9, 10 và 12 của các trường học thuộc các xã phường thị trấn của 18 huyện và thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trong 14 ngày tính đến thời điểm ngày mùng 8 tháng 11 năm 2021 không có các ca F0 trong cộng đồng được học trực tiếp tại trường. Các khối lớp còn lại học trực tuyến, trẻ mầm non tiếp tục nghỉ học tại nhà. Thời gian vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế bàn các giải pháp tiêm vaccine cho học sinh trên tinh thần của Ban chỉ đạo thành phố. Trước mắt sẽ tiêm vaccine cho học sinh khối lớp 12, 17 tuổi, tiếp theo là lớp 11 và lớp 10. Ông Cương cũng kiến nghị tổ chức tiêm cho học sinh cấp trung học phổ thông tại trường để tránh bỏ sót các trường hợp. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng nhấn mạnh, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người đến về Hà Nội gia tăng tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Chính vì vậy, các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương. Tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát, kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương. Kịp thời phản ánh đến Tổng đài 1022. Theo ông Dũng, phải kiểm soát tốt người dân đi đến thì thành phố mới có thể thích ứng an toàn với dịch bệnh. Ông Dũng đề nghị công an thành phố, các quận huyện thị xã cần tăng cường xử lý vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch, xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch, tiếp tục tăng cường nâng cấp hệ thống y tế cơ sở, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, cơ sở thu dung điều trị. Các địa phương tiếp tục kiện toàn liên quan đến việc truy vết, cách ly, xét nghiệm và sàng lọc nơi nguy cơ cao. Đối với việc quay lại trường học, ông Dũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng mọi điều kiện theo đúng quy định. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Y tế xây dựng hướng dẫn cho các đơn vị khi có các tình huống xảy ra. Chú trọng đến công tác y tế học đường nhằm đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường. Theo ông Dũng, việc một số đối tượng học sinh tại 18 huyện được quay trở lại trường học vào ngày 8 tháng 11 theo dự kiến cần sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến các huyện thị xã. Phó Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các địa phương, nhà trường tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường và phải đảm bảo an toàn. Ông Dũng cũng lưu ý, thời điểm thành phố ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho học sinh đi học trở lại là lúc số ca dương tính hàng ngày khoảng trên dưới 10 ca, nhưng từ tuần này, số ca bệnh tăng, do đó nếu tình hình dịch có chiều hướng xấu hơn, số ca mắc tăng lên thì thành phố sẽ có điều chỉnh linh hoạt. Cũng tại buổi làm việc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng đã cảnh báo nguy cơ dịch bùng phát ở Hà Nội khi trên địa bàn hiện tại đã ghi nhận 7 ổ dịch mới. Đây là những ổ dịch nghiêm trọng, nguy cơ bùng phát lan rộng là rất cao nếu không kịp thời kiểm soát và dập dịch. Theo ông Dũng, Hà Nội có nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 do số lượng người đến về thành phố gia tăng và tâm lý chủ quan của người dân khi đã tiêm đủ hai mũi vaccine. Chính vì vậy, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý người từ tỉnh thành khác đến về địa phương, tuyên truyền vận động người dân cùng vào cuộc trong công tác giám sát, kiểm soát người dân từ vùng khác về địa phương, kịp thời phản ánh đến tổng đài 1022. Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện thành phố đang có 7 chùm ca bệnh mới phát sinh trong cộng đồng, gồm chùm ca bệnh tại Ô Trợ Dừa, quận Đống Đa, chùm ca bệnh tại Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, chùm ca bệnh tại Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, chùm ca bệnh tại An Khánh, huyện Hoài Đức, chùm ca bệnh tại Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, chùm ca bệnh tại Sài Sơn và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, chùm ca bệnh tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh.

Kết quả tiêm cho người trên 50 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 đạt 79,02%, tiêm mũi 2 đạt 46,3%. Thưa quý vị, cho đến thời điểm hiện tại, vaccine phòng COVID-19 vẫn được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhất để kiểm soát dịch bệnh. Với diễn biến hết sức phức tạp của các địa phương ở thời điểm hiện tại, chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo phân bổ đủ vaccine đến các địa phương, đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao, rất cao. Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 1 tháng 11, cả nước đã tiếp nhận và phân bổ 75 đợt vaccine với tổng số gần 105 triệu liều. Cả nước đã tiêm được hơn 83,25 triệu liều, trong đó có 33 triệu người tiêm một liều vaccine và 25,1 triệu người tiêm đủ hai liều vaccine. Tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là 80,4%, tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 34,7% dân số từ 18 tuổi trở lên. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Quốc Thuấn cho biết trong tuần qua, số ca mắc mới trong cộng đồng đã có dấu hiệu tăng trở lại, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn còn nguy cơ diễn biến khó lường. Các địa phương căn cứ vào cấp độ dịch được công bố, các huyện thị xã thành phố phải áp dụng ngay các biện pháp tương ứng để kiểm soát dịch trên địa bàn. Các thành viên ban chỉ đạo nhận định chuyển sang thích ứng linh hoạt an toàn kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 nhưng vẫn phải kiên trì thực hiện nguyên tắc phòng chống dịch từ những ngày đầu ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch điều trị sớm. Bên cạnh đó, hệ thống giám sát y tế dịch bệnh trong cộng đồng phải nâng cao hơn một mức so với trước đây. Các giải pháp tuyên truyền vận động người dân thực hiện phòng chống dịch phải thống nhất, không để lúc chặt quá khi lỏng quá. Các ý kiến nhấn mạnh thực hiện nghị quyết 128 NQCP của chính phủ thống nhất trong toàn quốc, đồng thời phát huy tính chủ động sáng tạo của chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch song song đó bộ y tế tiếp tục bổ sung hoàn thiện hướng dẫn chi tiết trong xác định cấp độ dịch biện pháp ứng phó phù hợp sát với tình hình dịch của mỗi địa phương các thành viên ban chỉ đạo cũng đề nghị bộ y tế khẩn trương phân bố đủ vaccine cho các địa phương đặc biệt là các địa phương có nguy cơ cao rất cao trong đó đảm bảo đủ vaccine có phương án tri viện nhân lực để theo kịp tiến độ kế hoạch tiêm vaccine nhanh nhất cho khu vực đồng bằng sông cửu long tây nguyên bộ y tế cũng cần sớm giả soát thống kê nhu cầu sinh phẩm xét nghiệm của các địa phương phục vụ cho công tác xét nghiệm đối với người từ vùng dịch về và tầm soát trong cộng đồng. Về việc tổ chức mua sắm tập trung một số vật tư trang thiết bị sinh phẩm, thuốc điều trị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng pháp luật đã quy định mô hình thực tiễn cũng đã có, Bộ Y tế phải tổ chức tính toán phương án mua sắm hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, rõ ràng. Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc, Bộ Y tế chủ động đề xuất cụ thể với cấp có thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ theo đúng quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tổng hợp nhu cầu trang thiết bị và tư y tế theo đúng kịch bản phòng chống dịch đã được phê duyệt và tổ chức mua sắm theo thẩm quyền, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trong tình hình mới. Thưa quý vị, như vậy, muốn kiểm soát dịch tại các địa phương, thiết lập trạng thái sống chung an toàn với đại dịch trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh việc bao phủ vaccine, mỗi địa phương cần nghiêm chỉnh thực hiện các quy định, hướng dẫn của chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần lập tức thông tin, tháo gỡ để công tác phòng chống dịch được tổng thuận giữa chính quyền và nhân dân đạt hiệu quả cao nhất. Bản sức khỏe và đời sống sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất gửi tới quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và gặp lại!